Thắm thấy mới vừa nghe cái xà lan ở ngoài sông nổ máy thì chắc nước chuẩn bị tràn vô đây rồi. Rồi bơm từ ở trong, bơm ngược kia ngoài từ từ. Dưa hấu ơi, dưa hấu ơi. Con đừng có lại gần cái mỏ đó nha. Xịt con á. Bơm cát phải không? Cọt hết hồn. Tháng này mà ớt chỉnh dưa hấu lên đây chơi. Mốt dưa hấu lên đây ở với dì Hai nha. Dạ con. Đó. Thì nó mới đậu thì nước không à, không có cát. Thì hồi nó mới có cát. Rồi đi cầm cho vui dọc đi. Ồ, cái ba nước này uống à. Không, bơm là phải vậy á. Mới đầu nước không à. Hồi nữa thì cát nó ra sao. Giờ nó đẹp rồi. Chỗ này là lầy luôn á, là vô. Alo, rồi vậy đi nghe, quyết định vậy á. Là 2 ly 2, tỷ giá như nãy ông báo vậy đó. Rồi, làm đi, đặt kiến liền đi. Không quặng phải không? Hỏi anh được có quặng không? Không có quặng. Mẹ chạy cho nhỏ đó, cậu ơi. Mới đây đầy đầy cái đó. Đầy nước, đầy nước. Cái này cơ. Không có chung được nữa, kêu chung hết đát rồi đó. Xuống hết đát là gì chú? Chung hết đát rồi. Nhỏ hả? Ừ. Là không dân mạnh cái hả? Cái đường cái máy này ta chạy qua cái số chạy nổi mình đây đó có tầm thứ à. À, nhiêu khối anh? Ghe mình nhiêu khối? Tầm 20 khối. Tàu này không đâu mà tại tại này thở không đâu đủ đem đi chứ đúng không tập không tập công tác. Ừ, này thở đi đâu quá. Ở chút này nha. Tan ra. Chạy chắc mở lực cao. Đây mình chịu lên ga nó bấm ra khẩu từ. Nói gì vậy? Không phải bơm cát đâu, này bơm nước mà. Dạ hả? Bơm này bơm gì con? Nước. Nước hả? Chạy, 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 chạy vô hả? Ê, thấy nước không á? Hả? Phải chậm thôi. Lại đây chạy đó. Mới đây mà nó thì nước ra ngoài này luôn. Thì Thánh nói người ta bơm á, bơm trong đó rồi cho nó hít ở ngoài này cho nó cao lên chút nữa. Cho nó bằng với cái mặt đá đen đen ở đây nè. Vậy là vừa, vừa rồi. Nãy giờ lo dọn dẹp hết hả? Ừ, dọn cho nó. Bà thị dí vậy? Bà thị dí vậy? Cậu Bảy chờ bơm đầy rồi ra làm lại hả cậu Bảy? Cậu
rồi bao lâu nó mới khô lại hả chị, nó mới ráo hai bữa à? Rồi chị, hồi đó là lắm em hết trơn, hay bắt dán đi mới được á. Giờ nước sàn quá chừng rồi. Còn ba cái ống nữa anh Nhật. Ba cái ống nữa. Còn cửa chừng nào tốt hơn? Cửa xong rồi đó. Mới chụp chị xong đó, nhưng mà vẫn phải đợi hàng kiến về mới qua được nè. Nói chung là giờ là lại buộc cho hàng kiến. Mà hàng kiến hiện trên Sài Gòn vậy này, dịch dịch rồi nó gặp hè, khách hè rồi nó cũng hơi căng. Rồi con vậy nha. Giờ anh Nhật với chị Châu bắt cầu đi qua. anh Nhật. Ngày hôm qua là dây cáp hứa bơm ngày hôm qua á, mà bữa đáng lý là hôm qua bơm mà mấy ông bơm cáp này làng em một ngày, cho nên là bữa nay mới bơm. Chứ mà đúng ra bơm hôm qua là ngon rồi hắn ốc đỡ mấy ông thợ cực, có ông thợ một chút mà dây cáp tới ngày, tới hẹn ngày.
đây. Giờ anh Thọ với anh Nhật bắt cái dàn giáo ở ngoài này đặng làm cây cột đó, tô cây cột. Mà chỗ này thì cát á, người ta mới bơm xong thì nó động cái dũng này, nó sâu hóm ở dưới. Đi bán đi, nghe nó không được hả? Đúng rồi anh Thọ hay quá anh Thọ ơi. Vì hồi nãy giờ nước nó rút mà còn động cái dũng như vậy đó. Sao không giữ không anh Thọ? Thôi cái này. Thôi nữa mới được. Cây này thấy ghê quá vậy anh Thọ, vì sao đứng nguy hiểm quá. Nhìn nó cái nữa nhìn đây, cái dáng này nhìn đây, chụp nhờ đó. Ở chùa nhà tắm ở tổng hay gì á. Cái này giống cái hồi đó học lớp 1, lớp 2 gì mà vụ con quạ mà nó uống nước ở trong cái chai nè. Anh Thọ nhớ không? Dạ. Chưa nghĩ hả? Chưa, ông chưa nghĩ sao tôi nghĩ được. Vậy cái vụ kia lên đấy nó tàn kìa. Hả? Nó gấp viên sỏi nó bỏ vô chai rồi nó uống nước. Còn giờ đâu có nữa đâu. Dạ, đâu còn. Nó cải cách bài đó mất tiêu rồi.